Xin chào các bạn. Hôm nay là chiều thứ hai, ngày 14 tháng 8 2023, thông cáo báo chí đó, VinFast và Blackspace Acquisition Company hoàn tất hợp nhất kinh doanh cổ phiếu phổ thông, và chứng quyền của VinFast sẽ bắt đầu giao dịch trên Nasdaq từ ngày mai là ngày 15 tháng 8 2023, với mã giao dịch lần lượt là VFS và VFSWW. Mời các bạn theo dõi phần tin chi tiết sau đây. New York ngày 14 tháng 8 2023, VinFast Auto Pte Limited, VinFast và Blackspace Acquisition Company NYSE là BSAQ Blackspace công bố hoàn tất giao dịch hợp nhất kinh doanh. Và đã được thông báo trước đó, công ty niêm yết sau sáp nhập có tên là VinFast Auto Ltd, cổ phiếu và chứng quyền của công ty này sẽ bắt đầu giao dịch trên sàn chứng khoán Nasdaq Stock Market LLC Nasdaq từ ngày 15 tháng 8 2023, với mã niêm yết lần lượt là VFS và VFSWW. Thông báo về việc hoàn thành hợp nhất kinh doanh đã được ra sau khi cổ đông của Blackspace bỏ phiếu chấp thuận giao dịch vào ngày 10 tháng 8 2023. Sau hợp nhất, Blackspace trở thành công ty con thuộc sở hữu của VinFast Auto Ltd và được dự kiến sẽ rút niêm yết khỏi sàn giao dịch NYSE American LLC. Chia sẻ về cột mốc trở thành công ty niêm yết thông qua hợp nhất kinh doanh cùng Blackspace, bà Lê Thị Thu Thủy, Tổng Giám đốc VinFast Auto Pte Ltd cho biết, trở thành công ty niêm yết tại Mỹ là cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển toàn cầu của VinFast. Đây không chỉ là đơn thuần những giao dịch trên thị trường chứng khoán, mà còn ghi nhận là niềm tin mạnh mẽ vào tầm nhìn và tiềm năng của chúng tôi, cũng như thực hiện cam kết của chúng tôi là làm cho các phương tiện điện thông minh an toàn và thân thiện với môi trường trở nên dễ tiếp cận với mọi người. Tôi ghi nhận sự cộng tác tuyệt vời của Blackspace cùng các cộng sự quan trọng của VinFast cho một chặng đường cùng nhau bứt phá mọi giới hạn, cũng như tiếp tục hướng về một tương lai xanh cho chúng ta và các thế hệ mai sau. Ông Dennis Tâm, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc của Blackspace Acquisition Company, chia sẻ rằng, chúng tôi rất vui mừng thông báo về việc hoàn tất giao dịch hợp nhất kinh doanh với VinFast, một công ty có tốc độ phát triển và khả năng mở rộng quy mô vượt bậc trong ngành điện, trong ngành xe điện. VinFast đã phát triển thành công dài xe điện thông minh, an toàn và thân thiện với môi trường. Chúng tôi tin rằng VinFast sẽ giữ vững cam kết mang đến các sản phẩm chất lượng cao cùng với dịch vụ hậu mãi vượt trội. Việc niêm yết trên Nasdaq sẽ hỗ trợ chiến lược toàn cầu của VinFast thông qua cơ hội tiếp cận thị trường vốn lớn, cùng chia sẻ mục tiêu về việc kiến tạo một tương lai tốt đẹp hơn thông qua sáng tạo, đổi mới. Chúng tôi kỳ vọng sự hợp tác với VinFast sẽ đưa di chuyển bền vững đến những tầm cao mới. Thông tin bổ sung về việc hợp nhất kinh doanh, bao gồm bản sao về kết quả chấp thuận hợp nhất, sẽ được cung cấp trong báo cáo hiên tại mẫu 8K do BSAQ nộp cho Ủy ban Chứng khoán Mỹ là SEC ngày 12 tháng 5 2023 và tại www.sec.gov. Thông tin chi tiết về giao dịch cũng sẽ được mô tả trong bản tuyên bố ủy quyền của BSAQ và bản cáo bạch của VinFast liên lạc qua đến việc hợp kinh doanh được nộp cho Ủy ban Chứng khoán Mỹ lần đầu tiên là ngày 15 tháng 6 2023. Về VinFast, VinFast là công ty thành viên của tập đoàn VinGroup với tầm nhìn trở thành
Thương hiệu xe điện thông minh thúc đẩy mạnh mẽ cuộc cách mạng xe điện toàn cầu. VinFast sẽ VinFast sản xuất và xuất khẩu giải SUV điện, xe máy điện và xe buýt trên khắp Việt Nam, Bắc Mỹ và sắp tới sẽ là châu Âu. Tìm hiểu thêm các bạn vào www.vinfastauto.com. Còn về Blackspace Acquisition Company, Blackspace là công ty được thành lập nhằm mục đích thực hiện giao dịch hợp nhất kinh doanh với công ty. Mục tiêu là Special Purpose Acquisition Company, SPAC. Công ty được thành lập bởi Blackspace Capital hiện đang điều hành một danh mục đầu tư bao gồm nhiều khoản đầu tư xuyên biên giới. Tìm hiểu thêm tại www.blackspaceacquisition.com. Vừa rồi là thông cáo báo chí với các bạn. VinFast và Blackspace Acquisition là hoàn tất hợp nhất kinh doanh, bắt đầu là ngày 15 tháng 8 với mã giao dịch lần lượt là VFS và VFSWW. Cổ phiếu phổ thông và chứng quyền của VinFast sẽ bắt đầu giao dịch trên Nasdaq, bắt đầu là ngày mai 15 tháng 8 2023. Các bạn ha, thì mời các bạn theo dõi những cái diễn biến sau tốt đẹp nhất của VinFast và Blackspace Acquisition bắt đầu từ ngày mai 15 tháng 8.